Chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ở ngay phía bên dưới góc tay phải để nhận được những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chương mục Tin nóng hàng ngày. Quang Hải và bạn gái đập tan tin đồn chia tay bằng động thái bất ngờ. Thưa quý vị, sau nhiều ngày im lặng khiến cho fan lo lắng, mới đây cặp đôi đã có những động thái trấn an người hâm mộ. Sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup, các cầu thủ được xả trại nghỉ ngơi trước khi bước vào thử thách mới là Asian Cup. Tuy nhiên cũng trong thời điểm các đồng đội sum vầy bên gia đình và bạn gái thì Quang Hải lại không hề xuất hiện bên người yêu Nhật Lê. Điều này khiến cho fan tò mò bởi trước đó cặp đôi dính như sam và thường xuyên chia sẻ ảnh ngọt ngào khiến ai nấy phải ghen tị. Những ngày qua mạng xã hội bắt đầu xuất hiện tin đồn cặp đôi sẵn nước tình cảm, nhiều fan thậm chí còn để lại bình luận thúc giục Quang Hải và Nhật Lê lên tiếng về mối quan hệ thực sự của họ hiện tại. Tối ngày 19 tháng 12, những hình ảnh chụp chung đầu tiên của cặp đôi đã xuất hiện, đập tăng tin đồn trước đó. Cụ thể ở phần story Instagram sẽ biến mất sau 24 giờ của quản lý Quang Hải đã chia sẻ bức ảnh chụp từ phía sau Quang Hải và Nhật Lê kèm theo chú thích rất ok, vui và hạnh phúc. Theo chia sẻ, cả hai cùng tham gia bữa tiệc cùng dàn cầu thủ nổi tiếng tại một resort. Tuy nhiên, Quang Hải đến trước từ chiều, còn Nhật Lê vì bận thi ở trường nên đến tối mới góp mặt. Ngay sau khi xuất hiện, cô cũng đăng một số hình ảnh lên tra cá nhân. Dù không chụp chung với Quang Hải, nhưng việc hai người cùng sánh đôi, vui vẻ, được xem như là một lời khẳng định cặp đôi vẫn đang gắn bó bên nhau, chứ không hề có chuyện chia tay như dân mạng đồn thổi công khai hẹn hò với cầu thủ Quang Hải. Nhật Lê sinh năm 1999, nhanh chóng được dân mạng quan tâm, vừa qua chính ít gây chú ý khi tham dự cuộc thi âm nhạc The Debut dự án số 1. Dù chỉ dừng chân ở tập 7, cô gái quê Quảng Nam vẫn khiến cho nhiều người ấn tượng với khả năng ca hát. Nếu Quang Hải được yêu mến bởi kỹ thuật chơi bóng tài ba thì bạn gái anh lại đốn tim nhiều người khi sở hữu gương mặt xinh xắn cùng ngoại hình nóng bỏng. Cặp đôi đã có hơn 2 năm bên nhau. Hiện Nhật Lê đang là sinh viên trường sư phạm nghệ thuật Trung ương. Ngoài thời gian học tập cô bạn còn phát huy bản thân ở lĩnh vực kinh doanh hàng online. Bạn gái hot girl gửi lời chúc Quang Hải thành công ở trận chung kết. Quý vị thính giả thân mến, với hai bàn thắng gỡ hoa cho U23 Việt Nam trong thời điểm đội nhà bị U23 Qatar dẫn trước ở trận đấu bán kết chiều ngày 23 tháng 1, tiền vệ Nguyễn Quang Hải là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ngày hôm qua. Sau trận đấu, trang cá nhân của Quang Hải đã nhận được hàng nghìn lượt theo dõi. Nhiều cô gái trẻ không khỏi thất vọng khi biết anh đã có bạn gái. Được biết, bạn gái Quang Hải tên thật là Nhật Lê, quê Quảng Nam, cô đang theo học tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Sau 4 tháng tìm hiểu, cặp đôi quyết định công khai mối quan hệ lên mạng xã hội. Trên Facebook cũng như Instagram, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hẹn hò lãng mạn. Cô nàng khiến hàng ngàn fan nữ khen tị khi sở hữu trái tim của chàng cầu thủ trẻ. Mặc dù chỉ sở hữu chiều cao 1m56, Nhật Lê có khuôn mặt bầu bỉnh, đường nét hài hòa cùng nụ cười tỏ nắng gây tiện cảm với người đối diện. Dù phải chấp nhận yêu xa khi quan hải không thường xuyên ở cạnh, Nhật Lê vẫn kiên định với mối tình của mình với chàng cầu thủ Hà Thanh. Cả hai thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Trước các trận đấu, bao giờ Nhật Lê cũng gửi lời chúc tới người yêu của mình, đặc biệt là trận chung kết lịch sử của bóng đá Việt Nam diễn ra vào ngày 27 tháng 1 tại Trung Quốc. Cô gái đã dành những lời chúc thành công đến người yêu và các đồng đội của anh. Bạn gái trang điểm đậm, Quang Hải U23 phản ứng bất ngờ. Quý vị tính giả thân mến Nhật Lê, quê Quảng Nam, sinh viên trường đại học sư phạm nghệ thuật Trung ương Hà Nội, là bạn gái của tiền vệ U23 Việt Nam Nguyễn Quang Hải, chân suốt gây sốt bởi siêu phẩm cầu vòng tuyết tại giải vô địch. U23 châu Á vừa qua, cô gây điểm bởi gương mặt xinh đẹp, cách trang điểm nhẹ nhàng và phong cách trẻ trung năng động. Thế nhưng gần đây, Nhật Lê liên tục thử sức trong những phong cách mới, thay vì cá tính cô ăn vận quyến rũ gợi cảm hơn trên facebook cá nhân nhật lê vừa đăng tải một bức ảnh selfie thu hút bởi sự chú ý gương mặt lạ lắm. người đẹp quảng nam tháo bỏ cặp mắt kính quen thuộc đeo lens và trang điểm đậm với lối make makeup này nhật lê dường như lột xác cuốn hút và trưởng thành hơn nhiều người còn nhận xét cô đẹp hao hao cái tay trong bức hình này riêng bạn trai nhật lê tiền vệ nguyễn quang hải thì có phản ứng bất ngờ anh chàng bình luận ngay bên dưới bức ảnh bạn gái một câu hài hước đây là ai trả lưu lại cho tôi kèm theo ai kình đậm nước mắt nhật lê cũng đáp trả thú vị không kém ủa bạn là ai vậy mình không quen bạn đi ra đi Màn đối đáp của cặp đôi đẹp nhất nhì làng bóng Việt khiến người hâm mộ thích thú. Riêng bình luận của Quang Hải nhận được hàng nghìn lượt thả tim. Quang Hải và Nhật Lê nổi tiếng bởi mối tình đẹp như mơ, chăm chỉ khoa ảnh tên bảy bình trên Facebook. Nhật Lê là cô bạn gái tình cảm tâm lý, luôn ủng hộ niềm đam mê bóng đá của bạn trai. Quang Hải cũng tuyệt vời không kém khi thường xuyên dành cho bạn gái những lời mật ngọt. Mới đây trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội thi đấu với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Quang Hải còn có hành động vô cùng đáng yêu gửi đến bạn gái. Kết thúc trận đấu với chiến thắng 5-0, anh chàng đi một vòng sân, vẫy tay chào người hâm mộ. Nghe thấy tiếng gọi của bạn gái từ trên khán đài, anh cười tươi thấy rõ, rồi vẫy tay liên tục với người yêu. Ở bên bạn gái, cầu thủ quốc dân Quang Hải thay đổi 180 độ thành mèo ngoan. Quý vị tính giả thân mến, Quang Hải ghi dấu ấn với hàng triệu trái tim Việt Nam sau khi cùng đồng đội đưa tuyển U23 Việt Nam đạt kỳ tích tại U23 châu Á 2018. Trở về từ giải đấu cốc châu lục, chân sút họ Nguyễn đang là cái tên hot phụ sóng dày đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng những ngày qua. Với tài năng cùng vẻ bề ngoài điển trai, tiên vệ mang số 19 của đội tuyển U23 Việt Nam đang khiến trái tim ba cô gái loạn nhịp. Tuy nhiên, theo thông tin công khai từ Quang Hải đã là hoa có chủ. Được biết, bóng hồng khiến các fan girl kiên tị khi sở hữu trái tim chàng cầu thủ tên là Nhật Lệ. Cô đến từ Quảng Nam và hiện sinh sống và học tập tại Đà Nẵng. Cặp tình nhân ngôi sao thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên nhau trên trang cá nhân. Qua hình ảnh cho thấy mặc dù là tiền vệ nhanh nhẹn, lạnh lùng và quyết đoán, mỗi khi uy hiếp cung thành đối phương, nhưng những phút giây ngoài sân bóng Người hùng sân cỏ Quang Hải lại tinh nghịch dễ thương và có phần siêu lệ lội khi ở bên bạn gái. Chân suốt hộ Nguyễn thường xuyên có biểu cảm nhí nhảnh khi đứng trước máy ảnh cùng với người yêu. Đính kèm khoảnh khắc tinh nghịch, Quang Hải cũng chia sẻ dòng trạng thái hóm hỉnh. Cầu thủ sinh năm 97, gọi một nữ của mình là bạn lưu béo và nhắn gửi hóm hỉnh. Ngồi sau tổ lái thì yên tâm đi. Quả bóng có chữ ký của Quang Hải Tiến Dũng mang về 1,8 tỷ đồng cho quỹ từ thiện trẻ em vùng xa. Quý vị và các bạn thân mến, nhà báo Hà Quang Minh đã có một hành động đầy ý nghĩa khi mang quả bóng có chữ ký của đội tuyển U20 Việt Nam đấu giá để gây quỹ từ thiện cho trẻ em vùng xa. Được biết món quà mà nhà báo Hà Quang Minh mang đi đấu giá gây quỹ từ thiện chính là quả bóng chính thức của vòng chung kết U20 World Cup 2017 với chữ ký của toàn bộ tuyển thủ và ban huấn luyện U20 Việt Nam. Đó là giải đấu có sự hiện diện của rất nhiều cầu thủ trong đội U23 Việt Nam hiện tại như Quang Hải, Tiến Dũng, Đức Chinh, Văn Hậu, Đình Trọng, Trọng Đại và Tiến Dũng. Quả bóng này chính là một món quà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tặng cho nhà báo Hà Minh Quang sau vòng chung kết U20 World Cup 2017. Vừa qua, nhà báo đã tặng lại quả bóng cho quỹ Nam Phương Foundation để ủng hộ việc xây cầu cho trẻ em ở vùng xa và tổng số tiền sau khi phiên đấu giá kết thúc là 1 tỷ 800 triệu đồng. Cụ thể, trong dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân của mình, nhà báo Hà Minh Quang chia sẻ Trở về từ World Cup U20 ở Hàn Quốc, giải đấu lớn nhất mà bóng đá Việt Nam từng tham dự trong lịch sử. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhờ anh Trần Minh Chiến gửi tận tay mình món quà này trái bóng thi đấu chính thức với chữ ký của toàn bộ tuyển thủ và ban huấn luyện. Những tuyển thủ ấy như Quang Hải, Đình Trọng, Tiến Dũng, Văn Hậu mới thắp lên hào khí Đông A, phủ quốc kỳ Việt Nam rập sân vận động thường châu xứ khách. Trái bóng này mình định giữ trưng bày nhưng rồi mình tặng lại cho một quỹ từ thiện ủng hộ nỗ lực xây cầu cho trẻ em vùng xa nhằm giảm thiểu tai nạn sông nước, quỹ Nam Phương Foundation. Hôm qua, kết thúc phiên đấu giá trái bóng đã cán mốc 1 tỷ đồng. Nhưng người thắng đấu giá với giá 1 tỷ đã không nhận quả bóng, mà thay vào đó, nhường phân thắng cho người thứ nhì bỏ giá 800 triệu đồng. Số tiền 1 tỷ ra giá vẫn đưa vào quỹ, để nhằm mục đích quyên được cho quỹ nhiều tiền hơn, đồng nghĩa với việc nhiều cây cầu hơn sẽ được xây. Tổng số tiền thu được từ quả bóng này sau sự kiện đấu giá là 1 tỷ 800 triệu đồng. Cảm ơn tất cả ban huấn luyện và các cầu thủ quả cảm. Xúc động dòng chữ được xăm trên cổ tay của tiền vệ Quang Hải Quý vị thính giả thân mến, chàng tiền vệ gốc Hà Nội được xem là người hùng trong trận chung kết U23 châu Á anh đã khiến hàng triệu con tim yêu bóng đá của Việt Nam rung lên từng nhịp đập khi ghi được bàn thắng vàng. Cùng với đội tuyển U23 Việt Nam, Quang Hải được đón nhận nhiệt liệt trong ngày trở về. Trên đoàn xe diễu hành, anh chàng cũng liên tục phất cờ, giơ tay vẫy với cổ động viên. Nhiều người đã phát hiện ra dưới cổ tay trái của anh chàng có xăm một dòng chữ. Mới đây trong một buổi giao lưu, dòng chữ của chàng tiền vệ Quang Hải được nhìn rõ hơn. Dòng chữ xăm dưới tay Quang Hải là Family is my trend, gia đình là sức mạnh của tôi. Điều này khiến fan hâm mộ của anh chàng xúc động. Khác với hình ảnh mạnh mẽ, quyết liệt trên sân cỏ, thật ra chàng trai 21 tuổi cũng là người sống khá tình cảm. Tuy còn trẻ tuổi nhưng Quang Hải đã có những suy nghĩ khá sâu sắc và thấu đáo. Cũng có thể vì thi đấu xa nhà nên tâm tư của anh chàng lúc nào cũng hướng về gia đình, bố mẹ. Nhiều khán giả đã tỏ ra vô cùng cảm động khi nghe anh tâm sự. Hãy cho biết anh xa nhà từ năm 9 tuổi. Thời gian ở bên gia đình rất ít, đặc biệt khi tham gia thi đấu, có khi 2-3 tháng mới được trở về. Dù là người hùng trên sân cỏ, là sói ca của biết bao nhiêu fan nữ, nhận được sự yêu mến của hàng triệu người hâm mộ, nhưng đối với Quang Hải, gia đình vẫn là số 1, đây là nơi bình yên, là hậu phương vững chắc mà anh có thể yên tâm, trải lòng khi gặp những khó khăn vất vả trong sự nghiệp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.